Ok hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì tôi đang đứng ở cái doanh trại của tôi đây. À, đây thì nếu mà anh em nào chưa biết thì trong tập trước là tôi đã xây được một cái căn nhà nhỏ trong cái bức tường của tôi, rất là đẹp anh em ạ. Và căn nhà nhỏ này là bây giờ là có khá là nhiều dân vào nằm mới anh em nhá. Đấy, các anh dân làng sinh thêm khá là nhiều con rồi. À, và trong tập trước là tôi cũng đã xây được một cái đường mà nó đi lên cái cối xay gió đây, cực kỳ đẹp anh em ạ. Và trong khoảng thời gian apply là tôi đã xây thêm những cái ván gỗ anh em nhé. Các cái ván gỗ này là để cho mình đi xuống dễ dàng hơn này, và mình sẽ không làm hỏng ruộng á. Đấy, bởi vì tôi nhận ra là dân làng nhiều quá anh em ạ, nên là chúng nó dẫm hỏng ruộng nhiều quá, thì các cái ván gỗ này thì nó sẽ giảm cái độ hỏng đất đi, thì nó ít đất bị hỏng hơn á. Và tôi đã không còn để cái chuồng ở đây nữa, tôi mang cái chuồng ra đây tôi để, bởi vì là dân làng nó tập trung đông quá ở đây, cho nên là có nhiều đứa là nó còn trèo lên được cả cái nước này anh em nhá. Nên là cái lúc nó rơi xuống thì nó chết mất anh em ạ. Nên là tôi phải mang cái chuông qua chỗ bằng vắng kia để tôi để đây này á, cho nó an toàn nha. Ok anh em, thì trước khi video thì anh em đừng quên like và subscribe tôi nhá, thì nó free mà, nhưng mà thật sự nó có ý nghĩa đối với tôi kinh khủng luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok các bạn, thì nếu mà như anh em đã nhìn thấy ở cái ảnh nền ấy, thì đó là hôm nay là tôi sẽ xây một căn nhà cá heo cực kỳ là dễ thương luôn anh em ạ, cực kỳ là dễ thương luôn. À, nhưng mà trước tiên ấy là chúng ta đi khảm đồ một chút nhé. Đây, nếu mà anh em mà để ý chắc anh em cũng thấy tôi có cái xẻng kim cương có chậm hỏng 3 ở đây đúng không? À, cái xẻng này là xẻng mà tôi trao đổi với các anh làm dụng cụ ở trong làng đấy. À, nên là anh em mới thấy tôi cầm cái ngọc lục bảo ra. Đấy. Và đây, cái xẻng này là cái xẻng mà trước đó tôi dùng cái đào cát đấy, xẻng tôi hay dùng đấy, nhưng mà tôi loại khảm ngay rồi. À, nên là bây giờ nó không có khảm. Chúng ta cùng khảm cái xẻng này anh em nhá. Đấy, bởi vì vừa nãy là tôi đã check thử rồi. Đây này, khảm cái xẻng này là sẽ được hiệu suất 4. Đấy. Úi dồi ôi, ngon nhở. Chậm hỏng 3, hiệu suất 4, gia tài 3. Úi dồi ôi, ngon nhở. Tự có chậm hỏng 3 luôn đấy hả. Thì tôi tính là tôi khảm cái hiệu suất 4 xong tôi gộp với cái chậm hỏng 3 này. À, thế nhưng mà giờ chả cần gộp luôn, bây giờ nó có luôn cái chậm hỏng 3 vào đấy. À, được rồi, ngon quá. Tôi sẽ khảm thêm cái khảm sửa chữa vào thôi. Cực kỳ là nhiều sách sửa chữa luôn anh em ạ. Đâu rồi, cái đèn của tôi đâu rồi? Đây, đấy, chỉ mất có 2 level thôi. Chúng ta đã có ngay một cái xẻng cực kỳ bá đạo anh em ạ, được rồi. Thì tôi thừa cái xẻng này thì để tôi đặt nó vào đây anh em nhỉ, tôi đặt nó vào đây cho nó đẹp. Đấy, đặt cái xẻng này vào đây. Rồi, ok anh em, thì bây giờ là tôi sẽ chuẩn bị đồ để chúng ta cùng xây cái căn nhà cá heo đấy anh em nhé. Thì cái lý do tại sao mà tôi lại phải xây một căn nhà ở ngoài biển như vậy ấy, thì đó là như thế này. Tôi sẽ xây cái căn nhà cá heo đấy ở gần cái máy farm giám hộ biển của chúng ta anh em ạ. Bởi vì là sau này là cái vùng biển đấy đấy, chúng ta sẽ còn xây thêm một máy farm nữa cơ. Một máy farm nữa mà chỉ có thể xây ở vùng biển lạnh. Đấy, anh em nào pro Minecraft chắc chắn là anh em sẽ biết. Chắc chắn là anh em sẽ biết. Đấy, nhưng mà cứ để đến tập đó rồi tôi sẽ nói cho anh em là cái máy farm đấy là máy farm gì anh em nhé. À, bởi vì sắp tới là tôi còn phải xây thêm một máy farm nữa mà, nên là tôi sẽ cần có một ngôi nhà để tôi ở đấy chứ, đúng không? Đấy, nên là hôm nay là tôi sẽ xây một ngôi nhà ở đấy, và chính là ngôi nhà cá heo đấy. Ok anh em ạ, đây anh em thấy cuốc đào đất của tôi là tôi đào cũng khá là nhiều rồi, thì nó cũng sắp hỏng rồi này. Đấy, theo tôi biết là khi mình đào hỏng cái cuốc này là mình sẽ được một cái achievement nhá. À, bởi vì là ít người họ dùng cái cuốc này cho tới lúc nó hỏng luôn mà. Đấy, cho nên là à, mình hoàn thành cái cuốc là mình sẽ được cái achievement. Ok, thì bây giờ mà để xây căn nhà cá heo ấy là chúng ta cần có những khối bê tông. Đấy, anh em mà nghe thấy những khối bê tông chắc là anh em thấy cũng là lạ đúng không? Vì trước này tôi chưa làm bê tông bao giờ đúng không? Nên là bây giờ tôi sẽ làm thử bê tông cho anh em xem. Muốn làm bê tông ấy là chúng ta cần phải có cát. Cát này. Và chúng ta cần phải có sỏi. Đây này. Đấy, sỏi. Và chúng ta cần phải có bột nhuộm anh em nhá. Đây, có bột nhuộm thì tôi muốn làm bê tông trắng. Bê tông trắng là tôi sẽ dùng bột nhuộm trắng. Thì mình sẽ làm như này anh em ạ. Thì mình đánh vào đây rồi. Mình đánh vào đây là bột. Bột. Đấy. Bột bê tông đen này ấy. Anh em nhìn thấy cái công thức làm bột chưa? Đấy, chúng ta sẽ đặt 4 cát, 4 sỏi và cái màu nhuộm của chúng ta vào. Đấy, bột bê tông trắng. Ok anh em, sau khi anh em có bột bê tông trắng này này, thì cái bột bê tông trắng này nha, nó không khác thì cát anh em ạ, nó không khác thì cát trắng luôn, đẹp lắm. Đấy, anh em đặt thì nó rơi xuống.
Đấy, à, thú vị anh em nhỉ. Úi dồi, nó hỏng cái này của tôi rồi ha. Đấy, sau này nếu mà tôi mà có thời gian thì tôi sẽ thử biến cái vùng sa mạc thành một cái vùng sa mạc đen hoặc là sa mạc hồng. Nó bằng mấy cái bột nhuộm này đúng không? Thì nó bằng mấy cái bột bê tông đúng không? Thì khá là thú vị đấy anh em ạ. Đấy, sau khi mình có bột bê tông rồi nhá, bây giờ mình muốn nó biến thành bê tông thì mình phải làm gì anh em biết không? Nếu mà anh em ở ngoài đời mà anh em có bột bê tông mà anh em muốn nó biến thành bê tông thì anh em làm gì? Thì anh em đổ nước vào đúng không? À, vậy nên là đây là anh em cũng đặt nó vào nước. Đấy, anh em đặt nó vào nước thì nó thành cái bê tông. Anh em thấy nó khác biệt chưa? Này, thì cái này là bột này. À, và cái này là khối bê tông. Đấy. Cái bột này là anh em dùng xẻng rồi anh em đào được nhá. Thế nhưng mà cái khối này thì anh em không dùng xẻng đào được đâu. Anh em phải dùng cuốc. Đấy, thú vị chưa anh em? Ok anh em nhá, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ anh em ạ. Sau đó là tôi sẽ chạy qua cái máy farm giám hộ biển của tôi luôn. Ok anh em nhá. Ok anh em ơi, thì tôi đang đứng ở chỗ gần máy farm giám hộ biển của tôi đây. Thì tôi đang biến những cái bột bê tông thành bê tông đây thì tự nhiên trời nó tuyết đẹp quá nên là tôi muốn cho anh em xem cùng. Anh em thấy khá là đẹp nhở? À, trông nó khá là yên bình anh em ạ, trông đẹp ghê. Đúng là mình ở Việt Nam ít có tuyết anh em ạ. Việt Nam ít có tuyết nên là thấy tuyết lúc nào là mình cũng thấy đẹp anh em ạ. À, đây thì cái máy này của tôi là cái máy mà nó sẽ biến những cái bột bê tông thành bê tông đấy. À, thì thực ra thì gọi là máy thì nó không đúng lắm nhở, sợi nó khá đơn giản thôi. Đấy, mình cứ đặt như vậy thôi anh em ạ. Đấy, một lúc nữa khi mà tôi biến hết tất cả những cái bột bê tông xám nhạt này thành cái bê tông xám nhạt là chúng ta có đủ đồ để chúng ta xây được cái căn nhà hình con cá heo đấy anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi chuẩn bị xong hết đồ rồi anh em ạ. Thì vừa nãy cái lúc mà tôi chạy xung quanh đây để tôi tìm cái hướng để tôi xây cái nhà cá heo thì là tôi nhìn thấy ở đây nó có một cái hòn đảo toàn cát anh em ạ, nó khá là đẹp. Không mà thời gian nó cũng không đẹp đâu, nhưng mà được cái lần ít ra nó cũng có đảo đúng không? Thì mình cũng sẽ không cảm thấy nó cô đơn ở cái vùng đất băng giá này. À, đây, đây có đồ mà tôi chuẩn bị để chúng ta xây đây. Đấy, nói chung là cũng ít ít đúng không? Cũng không có gọi là khủng bố như kiểu là cái máy farm quái vật và cái máy farm đá. À, đầu tiên là tôi phải bỏ vợ một tí đồ ra đã. À, không cần đâu, để tôi cầm hết đi. Nói chung là lúc đầu chúng ta sẽ xây cái con cá heo trước anh em nhá. Xây con cá heo trước. Đây, thảm xám nhạt này, sợi chỉ này. Để tôi nhớ xem nào. Đây đúng rồi, cần cái bê tông đen nữa, cần thủy tinh nữa đấy. Gỗ, nói chung là gỗ thì cứ cầm thêm tí đi nhỉ, biết đâu chốc cần. Cần cái cửa này, cái đĩa cảm ứng này. Cái đèn biển này cũng cần này. Phiến đá cũng cần đúng rồi, cái phiến đá là cần để mình làm cái vảy ở phía sau đấy. Bê tông trắng là cần này. À, được rồi. Chứ là còn thêm được mấy đồ thì cầm thêm nốt. Đấy, gỗ đi này. Đấy, cầm thêm gỗ đi. Đây, tôi cầm thêm cái thân cây sổ sẫm đi. Ok anh em ạ. Đây thì vừa nãy là tôi tính xây nó ở cái chỗ là nó nhỏ nhỏ đấy cơ. Đây, tôi tính xây nó ở đây này. Thế nhưng mà nó nhỏ quá. Với cả là như vậy thì nó bị chắn bởi cái tảng băng này ấy, thì mình sẽ không nhìn thấy được cái máy farm này của mình. À, vậy nên là tôi quyết định là tôi sẽ xây nó ở chỗ này anh em ạ. Đấy, đây tôi sẽ xây cá heo nó hướng mặt về phía này các bạn, bởi vì phía này là phía mặt trời mọc này. À, nên là cái phía này nó rất khá là đẹp, đúng kiểu là cá heo nó sẽ đưa mình đi về phía chân trời ấy, đẹp lắm. À, chúng ta xây ở đây các em nhá. Ok các em ơi, thì chúng ta xây cái bè trước, bởi vì là tôi sẽ xây cái bè đằng sau mà, và con cá heo thì là đằng trước. Là ôi rồi sao mà các bạn bắn tôi đau quá anh em ạ. Đây, ta xây cái bè trước anh em nhá. Xây cái bè là chúng ta sẽ cần phải có slab của chúng ta, cần phải có phiến gỗ của gỗ vân sam anh em ạ. Đây, thân cây vân sam chúng ta sẽ làm ra gỗ vân sam này. À, xong chúng ta chuyển nó qua phiến gỗ. Đấy, phiến gỗ ok chưa? À, xong bây giờ chúng ta sẽ đi đặt anh em ạ. Ôi chết cha rồi. Hơ. Rồi, đặt nó ở khoảng này. Đây, nếu vậy thì tôi phải làm cái này. Đây. À, phải đặt thế này để cho mình có cái chỗ đứng để mình còn tạo băng chứ. Đấy, mình tạo băng anh em ạ. Ok anh em, thì bây giờ chúng ta xây bè là chúng ta xây cái này anh em nhé. Chúng ta sẽ xây chiều dài là 12 ô và chiều rộng là 9 ô anh em ạ. Đây thì tôi phải đợi thì nó hỏng cái cục ở đây ra để tôi đặt một cái vào để tôi. Rồi, được rồi. Ngon rồi. Đây, chúng ta xây từ cái chỗ này luôn anh em ạ. Đấy, xong rồi anh bỏ cái giày ra. Bỏ cái giày ra cho nó không bị
cho nó không bị đóng băng nước nữa. Đấy, chúng ta đặt cái giường vào đây để có ô để bỏ cái giày. Đó, bỏ cái giày. Ui rồi. Thì chà nó bắn tôi ngay vậy từ từ á. Tôi trốn á, bắn tôi đau quá. Úi giời ơi. 1 2 3 4 5 6. Mình phải xây nhanh nhanh chứ nó bắn chết mình đây các bạn ạ. 7 8 9. Ôi rồi. Úi giời ơi. Ghê quá. Đây, chúng ta xong cái chiều rộng rồi, bây giờ chúng ta đến chiều dài này các bạn. 9 rồi này. À 2 này. 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12. Ok các bạn ạ. Sau đó chúng ta làm như vậy với cái bên này. Đấy, chúng ta kéo dài cái phía này rồi thì chúng ta lấp đầy cái khoảng trống ở giữa anh em nhá. Rồi ok các em ơi. Tôi đã xây xong cái bè ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây đến cái đầu con cá heo anh em nhá. Vừa nãy cái lúc mà tôi xây thì nó có một con giám hộ nó cứ đứng nó bắn tôi anh ạ. Tôi bực quá nè, tôi xử nó luôn rồi. Lão thật. Công nhận là mình bỏ có mỗi cái giày ra mà nó bắn mình đau phết đấy cả. Mình bỏ có mỗi cái giày ra mà nó bắn mình mất hai trái tim mới thốn phết. Ok, thì bây giờ chúng ta muốn xây cái đầu là chúng ta phải cách cái bè ra 15 ô anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 ơi. 8 9 10 11 12. Chúng ta xây qua đêm luôn anh em ạ. 13 14 15. À 15 ô nhá. Sau khi tới đây này, chúng ta sẽ bắt đầu xây cái đầu. Thì cái đầu ấy thì mình sẽ xây nó nổi lên trên mặt nước anh em ạ. Ấy nó hay lắm. Thì là đây thì anh em nhìn thấy cái bè thì nó nằm ở dưới nước đúng không? Nhưng mà cái đầu thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước một block. À, bê tông trắng này. À, đã tới lúc chúng ta dùng bê tông trắng rồi. À, chúng ta sẽ xây ra hình chữ nhật 5 x 10 anh em nhá. Đây. Cái bên này sẽ là 5. À, chiều rộng là 5 và chiều dài là 10. 1 rồi này, 2 này. 3 4 5. À, sau đó chúng ta sẽ lấp đầy cái đáy anh em nhá. Ok anh em ơi, sau khi mà anh em đã xây xong như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây đến cái tường anh em nhá. Thực ra gọi là cái tường nhưng mà nó vẫn là cái đầu con cá heo đây các bạn. Đấy, 1 2 3 4. À, chúng ta sẽ xây lên 4 block như vậy anh em ạ. Rồi ok anh em, sau khi anh em xong cái này rồi thì chúng ta cũng phải làm cho nó cái mái chứ đúng không? Đầu cá voi mà, à đầu cá heo mà. À. Ok anh em, sau khi mà anh em xong cái này rồi, chúng ta sẽ đào đi một ô ở đây. À, để chúng ta đặt cái đèn biển vào. Đặt cái đèn biển vào cho nó sáng cái đầu lên rồi. Xong chúng ta dùng thảm xám anh em nhá, đặt lên đây. À. Xong lại cách ra hai ô. Chúng ta sẽ xây cái vảy cho nó chứ đúng không? Đấy, cái vảy của nó xây như này anh em nhá. Em bị cách ra hai ô ở đây đúng không? À, mình xây ba cái bên dưới này, hai cái bên trên này và một cái trên cùng. À, ok chưa anh em? Sau khi xong cái này nhá, bây giờ chúng ta xuống dưới và chúng ta xây cái mắt anh em ạ. Xây cái mắt là mình xây nó ở đây này. À, mắt là mình sẽ dùng thủy tinh trắng anh em nhá. Đâu rồi? Thủy tinh trắng và bê tông đen. À, bê tông đen đằng trước này. À, thủy tinh xám đằng sau. Ok anh em ạ, đó, trong nữa mình cũng sẽ làm tương tự như vậy với cái bên kia. Anh em thấy đẹp chưa? À, sau khi xong cái này nhá là mình cũng phải làm cho nó một cái vảy ở hai bên cánh chứ đúng không này. À, thì hai bên cánh là mình đã xây ra hình vuông 3x3 này. À, xong rồi mình sẽ xây nó kéo dài như này. Đấy. Ok không anh em, trông đẹp không? À, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với cái bên kia rồi anh em ạ. Rồi anh em ơi, xong rồi anh em ạ. À, sau khi mà anh em xong cái này nhá, là anh em phải làm cho nó cái mỏ chứ đúng không? Đấy, anh em làm cái mỏ thì anh em làm cái này. Đấy, ở giữa mình kéo dài ra ba ô thôi. À, đấy, trông dễ thương không anh em? Khá là dễ thương anh em nhỉ?
À, sau khi xong cái này nhá, thì cái này mới chỉ là cái đầu thôi đúng không, chứ làm gì có chuyện là cái eo thì nó lại quá ngắn như này được đúng không. À, chỉ là cái đầu thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây đến cái thân cho nó. Úi dồi, skeleton kể từ từ tôi qua sửa anh ấy đã anh em ạ. Láo này, láo. Ô rồi chết rồi anh em ạ, nó bắn tự bắn vào chính nó luôn anh em ạ. Rồi chúng ta làm cái thân nhá, là chúng ta cũng vẫn cần bê tông trắng luôn. À chết cha rồi, thế là tôi chuẩn bị thiếu mất bê tông trắng rồi. Ok anh em ơi, tôi đã về và tôi mang thêm bê tông trắng vào rồi đây anh em ạ. Chuẩn bị thiếu đồ cái chạy cả quãng đường cực kỳ xa về nhà luôn anh em ạ. Đây, à đâu rồi, đâu rồi, à đây rồi, may quá, ôi may quá. Nhưng mà tôi cứ tưởng là tôi lại để quên ở nhà rồi. À, chúng ta sẽ xây cái chỗ này dài ra 8 block anh em nhá. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, chết rồi, nhầm rồi. Phá đi anh em ạ. Rồi, đây, xây lại, xây lại, xây lại. 8, á, à, và chúng ta cũng làm tương tự như vậy với hai cái bên này luôn anh em ạ. Ok, sau khi mình xong cái này anh em nhá, là mình sẽ làm cái tường cho cái thân của cá heo. Đó. Hai block như này anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, chúng ta đã xong rồi. Thì tôi không biết tại sao vừa nãy mà tôi chuẩn bị kiểu gì mà thiếu đồ nữa anh em ạ. Bởi vì là cái video họ xây này này, là họ không có làm cái tổng hợp như kiểu là cần bao nhiêu số lượng nó của các cái vật liệu ấy. À, thế nên là tôi phải tự ngồi và tôi xem video của họ rồi thì tôi tự tính. À, thế là về sau bị thiếu luôn anh em ạ. Đấy, tôi lại phải quốc bộ phát nó về nhà để tôi lấy thêm cái bê tông sám nhạt đấy. Mà nói chung là ok rồi. Đây, sau khi chúng ta đã xây xong hai cái tường em nhá, chúng ta sẽ đặt sợi chỉ như là vừa tôi đặt này. À, sau đó là chúng ta sẽ dùng cái thảm đây rồi, may quá. Thảm sám nhạt đấy. Đấy, chúng ta sẽ lấp như này anh em nhá. À, nó giống kiểu chúng ta làm cái mái đấy, nhưng mà mình dùng cái thảm này thì trông nó sẽ bớt tốn diện tích hơn đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy, sau khi mà anh em xong này, đấy, anh em cái thảm tôi tính chuẩn số lượng chưa? Đấy, thì anh em sẽ phá một cái này nhá. Phá cái này đi là để anh em để cái cầu thang thạch anh này. Đấy, để anh em đi lên cho nó dễ chứ. Anh em đang bơi ở dưới nước thì anh em đi lên đây cho dễ. Đấy, sau khi anh em xong cái này, bây giờ chúng ta sẽ xây tới cái vảy cá anh em ạ. Cái vảy ở đằng sau, cái vảy ở đằng sau là chúng ta xây ra cứ mỗi bên là hai cái phiến đá như này anh em nhá. Ô, từ từ đá kìa, từ từ cho tôi nhặt cái chứ không phí đá của tôi đấy. Hờ, khi làm cái bê tông đấy là tốn sỏi lắm đấy, mà đi tìm sỏi cũng mệt đấy. Hờ, đấy, đây, sau khi mà anh em có hai cái phiến đá ở hai bên này rồi thì anh em sẽ kéo dài ra 3 ô nhá. 1 2 3, á bây giờ cũng vậy, 1 2 3, sau đó là anh em lấp đầy hết cái khoảng trống ở giữa thôi. Đấy, ok các em ạ, chúng ta xong rồi đấy. Sau khi xong cái này thì anh em có thể phá đi được cái này rồi đấy. À, phá cái này đi bởi vì là mình chả cần cái đường này đâu anh em ạ. Rồi anh em ạ, xong rồi đó. Đây, để tôi đứng xa xa ra cho anh em xem em cá heo của tôi. Thực ra em cá heo này không phải là tôi nghĩ là đâu anh em nhá, mà là tôi xem trên mạng đấy thì họ xây anh em ạ. Anh em có thể tìm thấy cái link xây của cái căn nhà rất là dễ thương này ở dưới phần description anh em nhá, phần mô tả đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây cái bè anh em nhá. À, thực ra là bây giờ mình bắt đầu mình vào bên trong mình xây bên trong cũng được, hay là để tôi vào bên trong tôi xem thử xem mà tôi xây nội thất thế nào anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu thử xây thử cái nội thất này. À, thì cái nội thất là chúng ta sẽ dùng cửa bạc cho nó hợp với cái màu của cá heo. Đấy, mình đã đặt cái tấm vào đây này. Đấy, mình đi. À, ok các bạn. Đấy, xong rồi. Đấy, khi nào mình chỉ cần trang trí nốt nội thất bên trong là được anh em ạ. Để trông đã xây xong hết rồi trang trí sau anh em nhỉ. À, bây giờ tôi sẽ ra và tôi xây nốt cái bè. Đấy, cái bè chúng ta xây tới đây là cũng gọi là, đây tôi nhặt lại craft table đã. Đó, chúng ta xây ở đây cũng gọi là sắp xong rồi đấy anh em. Bây giờ chúng ta xây nốt cái viền bên cạnh là được. Nó phải có cái viền để cho mình đỡ bị bay ra ngoài khi mà đang quẩy trên bè chứ đúng không? Đấy,
thì chúng ta sẽ dùng cái cầu thang em nhá. Đấy, mình dùng cái stair đấy. Đấy, cầu thang gỗ Văn Sam, sau đó chúng ta xây cái này các bạn. Đây, ta đặt một cục đá ở đây này. À, đặt cục gì cũng được. Đấy, xây cái này rồi thì anh em cứ kéo dài nó ra để nó bao xung quanh cái bè được. Rồi ok anh em ạ, tôi sẽ xong rồi đây. À, sau khi anh em xây xong cái này nhá, bây giờ chúng ta sẽ xây một cái, nó gọi là cái gì nhỉ, thì nó giống cái dù ấy, nó giống cái ô che nắng đẹp lắm. Đầu tiên là chúng ta cần phải làm cái ba rồ này. À, chúng ta làm cái thùng đấy, cái thùng, để tôi làm cái thùng nào. Đấy, làm cái thùng là như này, xong mình đặt cái phiến gỗ vào đây này. Đấy, chuẩn rồi. Đấy, anh em có cái thùng nhá. Xong anh em, tôi có cái hàng rào chưa nhỉ? À đấy rồi, tôi có cái hàng rào gỗ sồi rồi đây. Đặt cái thùng này anh em ạ. Đấy, à, phải đặt nó ngửa lên anh em nhá. Đấy, đặt nó ngửa lên, xong rồi có cái hàng rào này. Mình sẽ đặt nó hai cái hàng rào anh em ạ. À, sau khi có hai cái hàng rào rồi, là mình sẽ đặt cái khối thạch anh. À, khối thạch anh này phải nhảy lên đặt. À, vậy thì chắc là tôi phải xây ở chỗ này, bởi vì là mình mà đứng ở cái thùng là mình sẽ không có chỗ để mình đặt anh em ạ. À, sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là mình sẽ xây đến cái chắp đo sắt này anh em ạ. Đấy, xây cái này. Ấy, nhầm hả? Nhầm. Đây, xây cái này chứ. Để cái chắp đo chứ. À, xây cái này. À, nó hơi tốn sắt của anh em đấy. À, nên là anh em nhớ có máy pham sắt nhá, quan trọng lắm. Đấy, sau khi anh em xong cái này rồi thì thực ra là bây giờ tôi cần các cái tấm thảm nữa cơ. Nhưng bây giờ mình có mấy tấm thảm rồi, mình đặt lên trên này thì cũng đẹp quá nhở. Nhưng mà tôi quên mất không làm thảm rồi. Tôi kệ đi, khi nào mình làm thảm xong rồi mình đặt vào cũng được. Đây, cái giường đỏ của tôi này. À, thì anh em có cái giường càng tốt anh em nhé, vì anh em có cái giường là nó đẹp hơn đấy. Anh em đặt đây này. Đấy, xong anh em dùng cái cầu thang thạch anh em đặt vào đây. Đây này. Đấy, trông cũng giống một khu để nghỉ ngơi anh em nhỉ. À, xong rồi đây anh em. Sau khi mình xong cái này á, thì thực ra là bây giờ là mình cần phải làm thêm một cái, mà bởi vì là nó đâu có cái gì nối giữa cái bè với cá heo đâu đúng không? Giờ cá heo mà đi là bè nó đứng yên đây luôn. À, nên là bây giờ mình phải làm một cái để nó nối lại. Để nó nối lại là mình sẽ dùng cái grand stone anh em ạ. À, đá mài đấy. Đây, muốn làm đá mài là mình cần đâu rồi, đây rồi. À, cần nhiều cái đá mài lắm anh em nhá. 6 cái là chưa đủ đâu, nhưng mà cứ từ từ đã. À, chúng ta có cái này, chúng ta sẽ cho nó ôm vào con cá heo anh em ạ. À, thì nó thành cái phòng đẹp lắm. Đây, từ tắt wiki đã. Đây, đâu nhỉ, chúng ta cho đây, tôi nghĩ tầm ô này được đấy nhỉ. À, chúng ta cho ba cái chắp đo vào đây này. À, đóng xuống rồi chúng ta đi lên trên kia để chúng ta cho nốt ở bên trên này luôn. À, phá ba cái này đi, phá ba cái tấm thảm vào đây đi. À, xong đặt chắp đo vào, nhảy lên đặt đấy. Và bên này cũng vậy anh em ạ. Sau đó là mình làm thêm ở bên dưới nữa là được, mở ra rồi. Xong mình làm thêm bên dưới này. Không thì ở giữa này là lời không làm anh em nhá. Ở giữa này là mình để cái phiến gỗ. Đấy, mình chỉ để cái chắp đo ở hai bên này thôi. À, xong có cái phiến gỗ Văn Sam này này, đặt nó vào giữa. Đặt nó vào giữa. Đấy. Xong bây giờ là sẽ dùng đến cái đá mài rồi đấy. Đâu cái đá mài của tôi đâu rồi? Đây có 6 cái đây. 6 cái vẫn chưa đủ đâu, nhưng mình cứ đặt trước đã. À, 6 cái đá mài thì mình cứ đặt như này anh em nhá, để từ từ tôi nhòm xem là chỗ nào là chỗ đúng vị trí chính giữa của nó nào. Đây à? Ố. Ở đây đúng không? Đó. Ở đây này, nếu vậy thì mình đặt đá mài như này anh em ạ. À, này. Đấy, bởi vì là cái đá mài này mà nó mà gộp vào với nhau thì trông nó sẽ rất là giống với cái sợi xích anh em nhá. Đây, để tôi lên tôi làm thêm cái đá mài tôi đặt. Đây thì nếu mà anh em bây giờ ở đây này, ngon quá. Mình đứng trên cái xích của mình đi lên luôn nhỉ. Nào, để lên nào. Rồi. Đá mài thì tôi còn thiếu cái gì ấy nhỉ? Tôi còn thiếu, hình như tôi thiếu gỗ đúng không? À, à đâu, để tôi xem thử xem mà tôi còn thiếu gì mà tôi không làm được cái đá mài nào. À đây này, tôi lại làm được con này hả? Ngon, được cái 6 cái rồi. Ê, xuống đặt nốt là được đấy anh em. Đây, à,
Thế là có thể gọi là mình gọi là xong rồi đấy. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ là mình cần phải trang trí bên trong đó thôi anh em ạ. Đấy. Thì bên trong thì để từ từ để chốc tôi trang trí thử làm sao anh em nhỉ. Đấy. Cho nốt cái đá mài này nữa là được. Nào. Đấy. Chúng ta phải ấn ship xuống anh em nhé, chúng ta phải giữ ship rồi chúng ta mới đặt được cái đá mài đấy. Hả? Xong rồi đấy anh em. Anh em thấy sao? Đây, từ từ tôi đứng xa xa ra cho anh em nhìn. À, còn chưa xong đây anh em nhá. Chúng ta còn cần đến thêm một vài cái chắp đo của cái gỗ văn sao này nữa để chúng ta trang trí cái bè anh em ạ. Chứ thực ra cái bè mà để nó không như vậy thì nó không hay cho lắm. Đấy. Chúng ta sẽ làm thêm chắp đo này. Nhiều vào. 27 cái luôn. Đây, chúng ta trang trí cái này anh em nhá. Đây à, một cái đây này. Đấy, xong này cứ cách một ô ra rồi lại đặt một cái. À. Đấy, cứ làm như vậy với xung quanh cái bè anh em ạ. Thế nhưng mà cái này là ở chiều rộng anh em nhá. Ở chiều rộng thì là cái chiều có 9 ô ấy. À, thế còn cái chiều mà có 12 ô này này thì mình sẽ đặt như này anh em nhá. Mình đặt hai cái này. Cách hai cái ra thì lại đặt hai cái nữa. Đấy. Cách hai ô ra. Lại đặt hai ô nữa. À. Đấy, cách hai ô ra lại đặt hai ô nữa. Đấy. Rồi đằng sau này thì mình làm tương tự. Rồi ok các em. Tôi đã xong rồi đấy. Để từ từ để tôi check lại thử xem con cá heo này nó có bị lệch không nhá. Hình như là tôi xây nó hơi bị lệch à. Có đúng không? Không. Tôi nó cân bằng mà đúng không? Cân bằng đấy các em. May quá. Chưa mình xây bị lệch cá heo. Sau đó này mình phải xây chỉnh lại là rắc rối lắm đấy à. Mệt lắm đấy. À. Đấy. Anh em thấy sao? Ổn chưa? Đây. À từ từ. Đóng cái bè lại. Rồi. Anh em thấy sao? Được không? Đấy, khá là dễ thương em nhỉ. Chắc là tôi sẽ phải về nhà tôi lấy thêm tí đồ để tôi trang trí bên trong anh em ạ. Ok anh em ơi. Thì tôi vừa mới về nhà, tôi đang chuẩn bị vào dọn đồ đây. À, thì tôi nhìn thấy một cái rất là đáng sợ anh em ạ. Nó đâu rồi? Nó có hai con creeper kìa. Anh em thấy nó không? Cái quái nào mà nó ở trong nhà tôi anh em ạ. Tôi không sợ nó nổ chết tôi đâu. Tôi chỉ sợ nó nổ hỏng nhà thôi. Bây giờ làm sao mà xử bọn này anh em ạ. Để từ từ để tôi nhóm thử em nào. Để tôi phá thử một cục ra. Có hai con cơ anh em ạ. Có hai con cơ. Nó không phải là có một con đâu. Chị chào rồi. Ê. Trốn anh em ơi. Ui dồi ôi. Tôi có cung anh em ạ. Để tôi tìm cách để tôi xử nó bằng cung. Tôi đây để tôi phá cái lớp kính này đi nhở. Để tôi dùng cái cuốc độ mềm mại tôi phá cái lớp kính này đi. À sau đó là tôi bắn nó bằng cung anh em ạ. Đâu rồi? Thế quái nào mà chúng nó lại trong nhà tôi nhở? Mày táo. Nó không nhìn thấy mình qua cái tấm kính nữa anh em ạ. Bắn vào chân ấy, xì rà. Bắn vào ớp. Đừng có chạy, hèn thế. Nó chết một con rồi anh em ạ. Mình bắn trúng một cái là nó chết thôi. Được rồi, vậy để tôi xuống này để tôi bắn nó. Ôi giời ơi, chạy cái đi. Ôi giời ơi. Rồi. Từ từ anh em ạ. Tôi bắn hơi nhẹ cho nên là nó vẫn sống. Nào. Mày ngon qua đây. Rồi. Láo thật anh em ạ. Cái quái nào mà nó lại có Reaper trong nhà tôi nhờ. What the hell. Ok anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi dọn đồ. Và sau đó là tôi sẽ quay trở lại kia để tôi trang trí cái nội thất bên trong vào được anh em ạ. Ok anh em ơi. Tôi đã mang thêm khá là nhiều đồ ấy rồi đây anh em ạ. Đây này đấy. Anh em được rỡ chưa. Đấy, tôi mang cả rặng san hô. Chúng ta sẽ cùng trang trí bên trong anh em nhá. Trang trí bên trong chúng ta sẽ làm cái giường này. Đấy, đơn giản thôi. Đúng không? Bởi vì là đây cũng không hẳn là nhà của mình mà đây là chỗ để chúng ta ở, gọi là ở tạm thôi. Đấy, cái giường rất là nhỏ, rất là xinh. À, to hơn cái giường ở nhà tôi mà cái nhà thanh kiếm của tôi là có không có giường cơ. Đấy, đặt thêm cái này. Đặt thêm cái đèn lồng vào ấy. Ngồi xuống, đặt ơi. Nhầm. Ngồi xuống, đặt. Đấy, rồi. Đây. Tôi có mang cho thảm đỏ ở đây. Đấy, ngủ là ngủ phải sang anh em ạ, phải sang. Đây, để tôi chúng ta sẽ đào nó đi 3 ô anh em nhá. Đây, tôi có mang kính này. Chúng ta sẽ lấp kính xuống.
để chúng ta còn nhìn được biển chứ, đúng không? Tất nhiên mà mỗi tội là biển. Anh em nhìn thấy không? Ôi, chẳng có gì nhìn hết. Chẳng có gì nhìn. Để sau này tôi sẽ đi đến cái vùng aquatic mà hồi trước chúng ta từng đi đến đấy. À, và tôi sẽ lấy rất là nhiều rặng san hô về và tôi trồng ở xung quanh chỗ này. À, và khi mà chúng ta ở trên cái ngôi nhà con cá heo này là chúng ta sẽ nhìn được anh em ạ. À, mà chắc là để khi nào anh em nhá. Đấy, chưa mà giờ mà lại đi qua đến nữa là lâu lắm. Từ nãy giờ tôi chạy về nhà 3-4 lần rồi. Quá đủ đấy các bạn. Rồi. Đấy, xây thủy tinh vào đây này. Đấy. Đấy. Trông cũng ok anh em nhỉ. Đấy, xong đặt thảm vào đây. Rồi. Ngon rồi đấy anh em. Thế là chúng ta đã xong được cái bên trong rồi đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài để chúng ta xây trên cái bè. Đấy, thực ra là cái bè thì có cái này là được rồi. Có cái này là được rồi. Để tôi dịch lui cái này vào trong một tí anh em ạ. Rồi ok các bạn, à, xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta đặt thảm này, đặt thảm mà đặt cái này đi. Đấy. Ok, xong bên ngoài là thảm đỏ đúng không? Đấy. Rồi, chúng ta đã xong cái dù đấy anh em. Đã xong cái ô rồi đấy. Quá là đẹp anh em ạ. Xong bây giờ tôi sẽ cần đặt rương anh em nhá. Đây đây, từ từ bây giờ tôi sẽ đặt mấy cái rặng san hô cho anh em ơi. Đấy, anh em biết tôi cầm mấy cái rặng san hô này đến là để cũng là để trang trí đấy anh em. Cái rặng san hô này là mình phải đặt nó ở cạnh nước nhá. Thì anh em biết là ở dưới cái bè này chính là nước mà. Đây này à. Đấy đúng không? Ở dưới cái bè này chính là nước luôn. Thế nên là chúng ta cũng đặt được cái rặng san hô nó lên các cái gỗ luôn nhá. Nó cũng không bị chết đâu. Đấy, đây này đặt. Đấy, mình đặt lên. Anh em trông nó cũng đẹp hơn đúng không? Đấy. Á, à, nó không hề bị chết anh em ạ. Rồi, đặt vào nào. Đấy, tôi sẽ lấy thêm một vài cái rặng san hô ra để tôi trang trí ở trên cái bè. Rồi. Đấy. Sau khi xong cái này chúng ta sẽ đặt rương em nhá. Chúng ta sẽ cho cái này là một chú cá heo sẽ chở một cái bè gọi là toàn kho báu anh em ạ. À, rương nó rồi. Đặt grab table ra. Đặt ra, sau đó chúng ta sẽ cùng làm cực kỳ là nhiều rương luôn. Ta sẽ làm rất là nhiều rương và chúng ta đặt anh em ạ. Đây, rương làm nào nhỉ? Đây đúng rồi. 6 cái à? 6 cái ít quá nhỉ? Thêm đi. Thêm đi 9 cái. Nhìn cái vẫn ít nhỉ? Thêm đi anh em ạ. Thêm đi. Bao nhiêu cái? 12 cái à? Để tôi làm thêm mấy cái này em nào. 13 cái à? Cho nó chẵn chẵn tí đi em nào. 14 cái đi. 14 cái chắc là đủ đấy anh em nhỉ? Rồi 14 cái à, chúng ta đặt như này anh em nhá. Chúng ta sẽ đặt như này. Đấy. Đấy. Đây bên trên đó. Đấy. Đây, xong ta lên bên trên và chúng đặt nữa. Đấy. Rồi, xong rồi đây anh em. Đấy. Đây là một chú cá heo chở toàn kho báu. À. Ok các em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chúng ta xây được một căn nhà biển gọi là rất là dễ thương luôn anh em ạ. À. Ok anh em. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.